Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt sử Toàn thư. Quý vị thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ vĩ đại trong lòng người dân Việt Nam mà còn là một tượng đài bất tử trong trái tim bạn bè khắp năm châu bốn biển. Trong hành trình hơn 30 năm tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã một mình chinh chiến vượt qua ba đại dương, bốn châu lục đến với gần 60 quốc gia với khát vọng đem lại quyền tự do cho dân tộc để Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. Trong đó, Nga Xô Viết, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời gian gắn bó lâu nhất và để lại trong người những bài học sâu sắc. Vậy Bác Hồ có mối liên hệ gì với người dân Nga mà lại khiến cho họ tôn thờ Bác như hơi thở của mình? Họ đã làm những gì để bày tỏ tấm lòng kính yêu ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh? Phải chăng vì lý do này mà Liên Xô và Việt Nam lại có mối quan hệ thân thiết đến như vậy? Tất cả sẽ được hé lộ trong video ngày hôm nay của Việt sử Toàn thư. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Nếu Lenin là niềm tự hào của nước Nga Xô Viết, Fidel Castro là vì sao của nhân dân Cuba, thì không ai khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người hùng vĩ đại có 102 của cách mạng Việt Nam. Không chỉ có người dân Việt Nam mà khắp năm châu bốn biển, bạn bè quốc tế cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến đó là tấm chân tình nồng hậu và lòng biết ơn của nhân dân nước Nga Xô Viết đối với Bác Hồ của chúng ta. Nếu có cơ hội đặt chân tới quê hương của cách mạng tháng 10, chắc chắn quý vị sẽ phải ngỡ ngàng khi ở đây có tới tận 5 bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại những thành phố lớn của xứ sở Bạch Dương. Việc làm này của họ được cả thế giới biết đến, nhưng nhiều người lại đặt ra dấu hỏi rằng tại sao nước Nga lại tôn thờ và dành tình cảm đặc biệt đối với Bác Hồ của chúng ta, trong khi rất nhiều vị lãnh tụ các nước khác lại không có được vinh dự này. Vậy quý vị có tò mò muốn biết Bác Hồ đã làm những gì cho đất nước xinh đẹp này mà lại khiến người dân Nga hết lời thán phục? Họ đã làm những gì để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh? Để giải đáp cho câu hỏi này, thì trước tiên các bạn hãy cùng Việt sử Toàn thư nhìn lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác. Từ đó, chúng ta sẽ hiểu được lý do vì sao người dân Nga lại yêu quý vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, trên con tàu đô đốc Lastochi Chevilis, từ cảng Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời quê hương sang Pháp, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường giải phóng dân tộc. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ở Pháp, ngày 30 tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đặt chân đến nước Nga Xô Viết, quê hương của cách mạng tháng 10, đất nước của Lenin vĩ đại. Người bắt đầu một thời kỳ hoạt động, học tập và nghiên cứu về chủ nghĩa Mác Lenin, về kinh nghiệm của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Đến quê hương của cách mạng tháng 10 Nga của Lenin là cơ hội ngàn năm có một để người đi tìm lời giải cho bài toán hóc búa về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam và trở thành lãnh tụ có ảnh hưởng lớn trong quốc tế cộng sản. Với tấm thẻ thông hành mang tên Trang Vàng, Nguyễn Ái Quốc đã đặt chân đến Saint Petersburg, mang trong mình khao khát cháy bỏng giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức bóc lột. Tại nước Nga, được tận mắt chứng kiến những chính sách kinh tế của Lenin đang đi vào cuộc sống và không khí lao động, học tập sôi nổi xây dựng chế độ mới của cả xã hội Xô Viết, Nguyễn Ái Quốc càng củng cố thêm niềm tin và hy vọng vào con đường đã lựa chọn. Ngày 21 tháng 1 năm 1924, Lenin từ trần. Mặc dù trời giá lạnh, Nguyễn Ái Quốc lặng lẽ xếp hàng viếng Lenin trong niềm tiếc thương vô hạn. Khi trở về nơi ở, người đã ngồi vào bàn bắt tay viết bài Lenin và các dân tộc thuộc địa. Từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 1924 tại Moscow, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5. Trong buổi đại hội này, người đã trình bày về tình hình thuộc địa và đi đến kết luận chỉ có nghe mà gật đầu thán phục. Cách mạng ở phương Tây muốn thắng lợi thì nó phải liên hệ chặt chẽ với phong trào giải phóng, chống chủ nghĩa đế quốc ở các nước thuộc địa và các nước bị nô dịch. Xuyên suốt thời gian đặt chân tới Nga, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục viết và gửi bài cho các báo Liberia, Pravda và tạp chí Quốc tế Cộng sản. Cũng thời gian này, người hoàn thành tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp. Tiếp theo đó là viết bản báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và gửi Quốc tế Cộng sản.
sau khi Lenin mất, dường như cái lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp đang có xu hướng bị cuồng điệu. Ngay lập tức, người đã đề xuất về sự cần thiết phải vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Marx sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi nước. Cuối bản báo cáo, người dùng lý lẽ của mình kiến nghị với quốc tế cộng sản về cương lĩnh hành động của cách mạng thuộc địa và cách mạng Việt Nam. Sau cơn mưa sẽ lại thấy cầu vồng. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, quốc tế cộng sản đã chấp nhận và giao cho Nguyễn Ái Quốc nhiệm vụ không phải vừa, đó là theo dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng một số nước châu Á. Ngày 25 tháng 9 năm 1924, quốc tế cộng sản phân công Nguyễn Ái Quốc đi Quảng Châu, Trung Quốc, giúp Borodin đang làm việc tại Quảng Châu với tư cách cố vấn của chính phủ Tôn Trung Sơn và là đại diện của quốc tế cộng sản. Ngày 12 tháng 4 năm 1927, nổ ra cuộc chính biến phản cách mạng của Tưởng Giới Thạch. Tại Moscow, Nguyễn Ái Quốc viết cuốn sách Công tác quân sự của Đảng trong nông dân đã trở thành giáo trình dùng cho trường quân sự của những người cộng sản Đức. Sau này, được A. Newbert đưa vào sách Khởi nghĩa vũ trang xuất bản ở London, nước Anh năm 1970. Tiếp đó là các bài viết Những tội ác ghê tởm của đế quốc Pháp ở Đông Dương, ký tên Quang, đăng trên tạp chí Thư tín quốc tế bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Bài viết Sự thống trị của đế quốc Pháp ở Đông Dương, ký tên NK, cũng đăng trên Thư tín quốc tế. Khoảng thời gian 14 tháng hoạt động ở Liên Xô, tuy không nhiều, từ tháng 6 năm 1923 đến tháng 11 năm 1924, nhưng là bước ngoặt quan trọng của Nguyễn Ái Quốc trong hành trình tìm đường cứu nước và cũng là bước ngoặt quyết định đối với cách mạng Việt Nam. Đó là tìm thấy ánh sáng, trí tuệ của chủ nghĩa Marx Lenin. Từ đây, cách mạng Việt Nam bước sang một trang mới dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Ái Quốc và sự giúp đỡ tận tình của người anh lớn, người bạn tốt nước Nga Xô Viết. Sau những năm tháng hoạt động, học tập trên đất nước Nga Xô Viết, vào năm 1927, Hồ Chí Minh đã xuất bản cuốn sách Đường Cách Mệnh làm tài liệu huấn luyện cán bộ để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính những bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng 10 Nga vào điều kiện cách mạng Việt Nam đã đưa cách mạng vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, liên tục giành được những thắng lợi to lớn. Điều này đã khẳng định cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính, của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý, hết lòng phục vụ nhân dân. Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Marx Lenin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi vẻ vang và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công mà thôi. Đặc biệt, trong những năm chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nguyễn Ái Quốc đặt hết niềm tin và hy vọng vào thắng lợi của phe đồng minh chống phát xít. Tháng 5 năm 1941, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 tại Bác Bó, Cao Bằng, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và quyền Tổng Bí thư Trường Chinh đã nhận định, nếu cuộc đế quốc chiến tranh lần trước đẻ ra Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa, thì cuộc đế quốc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, sẽ do đó cách mạng nhiều nước thành công. Đồng minh tính không bằng Bác Hồ tính. Đến ngày 13 tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng đồng minh, thời cơ cách mạng đã chín muồi, Nguyễn Ái Quốc đã nêu quyết tâm, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được tự do độc lập, phát động tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công. Sau nhiều cố gắng trong các hoạt động ngoại giao của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 1 năm 1950, chính phủ Liên Xô chính thức công nhận thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tài ngoại giao khéo léo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thuyết phục được các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô hiểu và ủng hộ đường lối kháng chiến và kiến quốc của Đảng ta. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Do vậy, trong suốt thời kỳ kháng chiến lâu dài và gian khổ, nhân dân ta nhận được sự đồng tình sâu sắc và sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần rất lớn từ người anh bạn Liên Xô. Đây là một thắng lợi ngoại giao cực kỳ quan trọng vì đã phá tan tình thế bị bao vây cô lập của nước ta. Thực hiện lời hứa giúp đỡ, viện trợ cho Việt Nam của các nhà lãnh đạo Liên Xô. Những năm kháng chiến ác liệt, Liên Xô đã viện trợ cung cấp cho Việt Nam hàng chục, hàng trăm nghìn tấn vũ khí, quân sự, trong đó có rất nhiều vũ khí hiện đại và giúp chúng ta đào tạo những cán bộ quân sự. Bên cạnh những viện trợ về quân sự, các chuyên gia Liên Xô còn sang giúp Việt Nam phát triển văn hóa, xã hội, chung tay góp sức xây dựng những công trình mới. Nhờ vào mối quan hệ anh em tốt đẹp bền lâu Việt Xô mà Bác Hồ đã khai sinh và dày công xây dựng, đã diễn ra những cuộc gặp mặt
viếng thăm thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo hai nước Việt Nam - Liên Xô. Điều đó đã thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong việc không ngừng củng cố tình đoàn kết, keo sơn và mở rộng hợp tác giữa hai nước. Các chuyến đi thăm tại Liên Xô của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1955, 1957, 1959, 1960 hay sự kiện Bác tiếp đón các đoàn cấp cao của Liên Xô sang thăm Việt Nam đã đi vào lịch sử ngoại giao của hai nước như một minh chứng hùng hồn cho mối quan hệ thân thiết anh em truyền thống. Tình cảm của Bác Hồ đối với người dân quê hương cách mạng tháng 10 và của nhân dân nước Nga đối với Bác không chỉ thể hiện ở những cuộc gặp gỡ đầy xúc động mà còn là ở những câu chuyện đời thường dung dị khác. Tại những nơi người đến, từ người dân Liên Xô đến những nhà lãnh đạo cấp cao cho tới những người lao động bình thường, các cháu thiếu nhi luôn dành cho người tình cảm quý mến và sự kính trọng đặc biệt mà ít nguyên thủ quốc gia nào có thể làm được. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng tình đoàn kết giúp đỡ của các dân tộc trên thế giới đối với nhân dân Việt Nam và luôn gắn liền với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, với cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới. Tất cả đều vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thậm chí, ngay cả những thời điểm nước sôi lửa bỏng của cuộc kháng chiến, người vẫn nhẹ nhàng từ tốn nói với nhân dân Việt Nam. Nhân dân ta chiến đấu anh dũng, hy sinh chẳng những vì tự do, độc lập riêng của mình, mà còn vì hai chữ tự do, độc lập chung của các dân tộc và hòa bình thế giới. Chính người đã nhen nhóm lên ngọn lửa đấu tranh, đòi tự do cho các dân tộc nô lệ trên thế giới, tạo nên sức mạnh động lực trỗi dậy khát vọng cháy bỏng về tự do hòa bình cho những người nông dân cùng khổ, những con người chân lấm tay bùn. Đó cũng là lý do tại sao người dân ở xứ sở Bạch Dương này luôn dành trọn tình cảm và sự biết ơn sâu nặng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thế. Và để bày tỏ tình cảm đối với những người chiến sĩ Cộng sản thế giới, nhân dân nước Nga Xô Viết đã có những hành động rất thiết thực và ý nghĩa. Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta, các chuyên gia Liên Xô đã gấp rút chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết để bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng làng Bác. Về kích thước, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội hùng vĩ hơn đáng kể so với lăng Lenin ở Moscow. Lăng không chỉ đơn thuần là một căn phòng bảo quản linh cữu và thi hài, mà còn là tổ hợp các thiết bị làm lạnh, hệ thống điều hòa không khí, camera và màn hình. Cùng với việc xây dựng lăng, các chuyên gia Liên Xô đã tái thiết toàn bộ khu vực quảng trường Ba Đình để làm nên kiệt tác đỉnh cao này. Hàng chục nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và nhà xây dựng Liên Xô đã bỏ biết bao công sức mồ hôi để tham gia công trình xây dựng lăng và bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong thời gian này, nhà nước Xô Viết đã quyết định chọn một vị trí đắc địa tại thành phố Moscow, xây dựng quảng trường Hồ Chí Minh để tưởng nhớ người. Trung tâm tượng đài là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với phần trán cao, đang mỉm cười hiền hậu, được khắc nổi trên tấm đồng lớn hình tròn, biểu tượng cho mặt trời. Phía dưới là hình tượng chàng trai khỏe mạnh, tay chống đất, trong tư thế chuẩn bị xuất phát, ánh mắt cương nghị hướng theo vầng thái dương, ẩn chứa khát vọng vươn tới tương lai. Khối tượng đài được làm mềm bằng hình ảnh hoa và cây tre uốn cong, biểu tượng cho ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam, kiên cường vượt qua gian khổ, khó khăn. Mặt trước bệ tượng đài là câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do, được khắc bằng tiếng Nga. Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những hình ảnh ấn tượng về đất nước và con người Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nghệ sĩ tài hoa thế giới. Ngoài bức tượng giữa lòng thủ đô Moscow, hiện nay trên đất nước Nga Xô Viết có 3 tượng đài tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Saint Petersburg, Ulyanovsk và Vladivostok. Ngày nay, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển, trở thành đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, đối ngoại, văn hóa khoa học, góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước. Song chúng ta mãi biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng và vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay. Đúng như ngài Andriy Grigorievich Kostum, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam đã phát biểu. Ở Việt Nam có câu tục ngữ, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Nga cũng có câu thành ngữ, có nghĩa gần giống như thế, gieo gì gặt nấy. Khi được hưởng thành quả hợp tác nhiều mặt Nga-Việt Nam, chúng ta tự hào nhớ lại rằng, người đứng ở ngọn nguồn hợp tác
người cách đây nhiều năm trồng cây hữu nghị Việt-Nga chính là Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đặt chân tới nước Nga Xô Viết, quê hương của cách mạng tháng 10 Nga. Tại nước Nga, được tận mắt chứng kiến những chính sách kinh tế của Lenin đang đi vào cuộc sống và không khí lao động, học tập sôi nổi xây dựng chế độ mới của cả xã hội Xô Viết. Nguyễn Ái Quốc ngày càng củng cố thêm niềm tin của mình vào con đường đã lựa chọn. Hơn 50 năm đã gắn bó với nước Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải nghiệm và cảm nhận được những tình cảm chân tình và sự giúp đỡ vô tư của Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam. Cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành trọn tấm lòng thủy chung son sắt, lòng biết ơn vô hạn đối với Lenin, cách mạng tháng 10 và nhân dân Liên Xô.